món quà rất đặc biệt dành cho chị em. Không biết là Trang và nghệ sĩ Thu Huyền có đoán ra được vấn đề gì không? Có lẽ là chưa. Đó là sự khô hạn. Trong thực tế thì tôi thấy rằng là rất nhiều chị em phụ nữ thường đến than phiền với tôi về cái sự khô hạn nắng ráo này. Cho nên là tôi nghĩ rằng là nắng nhiều thì phải dẫn đến khô hạn. Đấy là một cái món quà rất có ý nghĩa cho chị em trong ngày hôm nay. Không biết Trang và nghệ sĩ Thu Huyền có nghĩ thế không? Vâng, chúng tôi là một nửa của thế giới mà. Và có lẽ là trong những năm tháng tới thì phụ nữ chúng tôi còn là rất là quý nữa. Bao nhiêu người đàn ông mới có thể có cơ hội lựa chọn một người phụ nữ? Thế thì hà cớ gì mà chúng tôi lại không quan tâm đến sức khỏe của mình, và đặc biệt là vấn đề câu chuyện tình dục ở mỗi gia đình nó lại còn quan tâm hơn nữa. Nói vậy thôi chứ thực ra thì mang thông tin đến cho chị em chính là mang lợi ích đến cho các anh em chúng tôi đấy. Bởi vì rõ ràng khi mà chị em bị khô hạn thì chắc chắn anh em chúng tôi đi cày ruộng rất khó. Nếu cày trên một thửa ruộng mà nắng nước nôi nó ẩm ướt thì rất dễ, nhưng mà trên một thửa ruộng khô ráo như quá. Thế chúng tôi có vắt sức ra cũng không thể làm được. Đấy là cái điều. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ. Những cái biểu hiện như vậy thì là do sinh lý hay là do bệnh lý ạ? Trước tiên thì chúng ta cần phải hiểu như thế này, sự khô hạn là gì? Đấy là cái tình trạng mà cái âm đạo của chúng ta nó giảm bài tiết dịch nhầy dịch nhờn, dẫn đến các cái biểu hiện như là âm đạo rất là khô, có cảm giác nóng rát, tạo ra cái sự khó chịu trong đấy, và đặc biệt nó gây ra cái cảm giác chúng ta khi mà giao hợp nó rất là đau. Thì đấy người ta gọi là cái tình trạng mà khô hạn, hạn hán ở chị em phụ nữ. Thường chúng ta thấy rằng là trong cái lòng của âm đạo của chúng ta đã được lót bởi một cái lớp biểu mô tế bào âm đạo. Thì cái lớp biểu mô tế bào âm đạo này nó có chức năng để hoạt động chuyên bài tiết các dịch nhầy, dịch nhờn cho cơ thể. Cái độ dày mỏng của cái lớp biểu mô âm đạo này nó phụ thuộc với nồng độ estrogen trong cơ thể của chúng ta. Có nghĩa là nó sẽ theo những cái giai đoạn trong cuộc đời, theo lứa tuổi, theo từng thời kỳ, theo chu kỳ kinh nguyệt. Đấy. Và khi mà dưới tác động của cái estrogen này, đấy, nó làm cho cái tế bào niêm mạc âm đạo của chúng ta tăng sinh lên, làm cho cái tế bào niêm mạc âm đạo của chúng ta dày lên. Chính vì vậy mà vào những thời kỳ, vào những giai đoạn mà nồng độ estrogen trong cơ thể của chúng ta đạt đến mức tối đa thì lại cũng là lúc cái lớp niêm mạc âm đạo nó cũng dày lên tối đa. Và chính những lúc đấy là những lúc mà cái hoạt động bài tiết của tế bào âm đạo rất là tốt. Cái dịch nhầy dịch nhờn trong cơ thể người phụ nữ nó có tác dụng rất là to lớn. Bình thường chúng ta thấy đầu tiên đấy là nó giữ cho cái môi trường âm đạo của chúng ta luôn luôn ẩm, giúp cái hệ sinh thái vi khuẩn có lợi phát triển rất là cân bằng. Nó tiết ra những cái men mà nó làm cho cái môi trường trong âm đạo của chúng ta nó trở nên acid hơn một tí chút. Chính nhờ vào cái sự mà acid của cái môi trường âm đạo như này cho nên cái tác nhân gây bệnh nó bị tiêu diệt. Vì vậy mà chị em phụ nữ hạn chế tối đa được các nguy cơ viêm nhiễm âm đạo. Cái điều tác dụng tiếp theo của cái dịch nhầy dịch nhờn này đấy là chúng ta rất biết rằng nó có tác dụng bôi trơn. Bình thường khi mà chúng ta bước vào cuộc giao ban, khi mà đạt đến đỉnh điểm cũng chính là lúc mà cái âm đạo của người phụ nữ bài tiết ra dịch nhầy dịch nhờn rất là nhiều. Cái âm đạo của chúng ta nó mở ra và rất dễ dàng để cho cái cậu nhỏ của người nam giới đi vào trong. Và đấy chính là cái điều mà nó tạo nên cái khoái cảm. Nam giới chúng tôi có một cái câu thế này này: không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ khô. Và vì vậy mà cái tác dụng của những cái dịch nhầy dịch nhờn âm đạo nó là như vậy. Khô hạn nó có thể là do những nguyên nhân sinh lý, có thể là do những nguyên nhân bệnh lý. Những yếu tố về mặt sinh lý nó làm cho chúng ta khô hạn. Chúng ta thường thấy rằng là sau sinh thì bao giờ là người phụ nữ có cái tình trạng khô âm đạo rất là nhiều. Vào sau cái chu kỳ hành kinh, cái âm đạo của người phụ nữ khô hạn rất là nhiều. Hoặc là trong thời kỳ chúng ta cho con bú, do cái tác động của hormone sinh lục bây giờ nó giảm tối đa để cho cái hormone bài tiết sữa nó tăng lên, cho nên là cái sự bài tiết của âm đạo nó cũng rất là giảm. Hoặc là cũng có những chị em rơi vào trong tình trạng rằng là do cái màn dạo đầu của người chồng nó quá kém, anh chồng không có kỹ năng để làm không cho chị không kích thích được để cho người phụ nữ hưng phấn lên, bài tiết dịch lên. Và cái chuyện khô hạn này nó sẽ hết đi khi mà những cái điều kiện ngoại cảnh bên ngoài nó hết. Đấy là những cái mà khô hạn sinh lý. Cũng có những cái điều kiện bệnh lý mà nó làm cho người ta bị khô hạn. Ví dụ chúng ta thấy rằng là bất kỳ một cái dấu bệnh lý nào, rối loạn về hệ nội tiết sinh dục thì đều ảnh hưởng đến cái nồng độ estrogen trong cơ thể. Cái nguyên nhân thứ hai đấy là tuổi tác. Rõ ràng là chúng ta rất là nhiều chương trình chúng ta bàn luận đến cái chuyện rằng là sự bài tiết cái hormone sinh dục của người nam nữ nó đều theo một cái quy luật. Tuổi càng cao thì sự lão hóa của các cơ quan sinh dục của chúng ta càng nhiều. Và đồng nghĩa với việc lúc bấy giờ là cái chức năng của nó giảm đi và cái hormone của chúng ta sẽ giảm đi. Người ta thấy rằng là khoảng độ 50% các quý bà trong cái độ tuổi mà mãn kinh thì đều có cái biểu hiện là khô âm đạo, đau da âm đạo. Các cái nguyên nhân tiếp theo, ví dụ các thuốc mà chúng ta dùng để điều trị trong các cái bệnh lý ví dụ ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến vú chẳng hạn,
nó đều làm cho chúng ta bị khô âm đạo. Vâng. Hoặc là biện pháp điều trị như là xạ trị chẳng hạn, hoặc hóa chất chẳng hạn thì cũng ảnh hưởng đến. Và một trong cái điều kiện rất dễ, rất cần với chị em, đấy là các viêm nhiễm phần phụ, vâng, viêm nhiễm phụ khoa, thì nó cũng đều có thể làm ảnh hưởng đến sự bài tiết hormone sinh dục của chúng ta. Trong một cái quá trình mà chương trình Doctor Happy phát sóng thì chúng ta nhận được rất là nhiều phản hồi, cũng như là tại phòng khám của anh thì anh cũng nhận được những cái thắc mắc, cũng như là những bệnh nhân đến được tư vấn và khám thì chủ yếu là nam giới. Nhưng tôi hỏi một chút thêm là cái tỷ lệ mà phụ nữ đến gặp anh để hỏi và tư vấn cũng như là được khám và điều trị khô hạn thì nó chiếm như thế nào so với nam giới ạ? Thực tế thì kể từ ngày mà chương trình Doctor Happy chúng ta được lên sóng thì tôi nhận được rất nhiều những ý kiến. Ví dụ như chiều hôm nay trên đường khi mà đi đến đây chẳng hạn, tôi nhận một cái tin nhắn của một chị phụ nữ mà tôi nghĩ rằng là rất là nên chia sẻ ở đây. Thưa Dr. Happy, em cảm thấy sự đau rát ở chỗ hiểm mỗi khi gần chồng. Chuyện chăn gối bỗng dưng bị tụt hẳn khiến cả hai vợ chồng méo mặt nhìn nhau mà không biết phải giải quyết như thế nào. Em phải làm như thế nào mỗi khi gặp phải tình trạng đó? Đại khái là những cái câu hỏi, những cái thắc mắc hoặc là những tâm sự của chị em phụ nữ bây giờ càng ngày càng rất là nhiều. Thế là họ đi tìm hạnh phúc đích thực của họ đấy ạ. Tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều cái vấn đề mà làm cho cái chủ nhân của tin nhắn này gặp phải cái tình trạng bị khô hạn. Tốt nhất chị nên đi khám, bởi vì đến khám là chúng tôi sẽ có thể là tìm được ra cái nguồn nguyên nhân cụ thể nó là gì. Thì lúc bây giờ mới có cái cách mà phương thức mà tư vấn cho chị, điều trị tiệt căn cho chị. Tôi thắc mắc một chút là có rất nhiều bạn gái trẻ nói với tôi và chia sẻ trên diễn đàn rằng là bản thân họ rất trẻ và ngay sau khi cưới họ đã gặp phải trường hợp khô hạn như thế này. Tôi quan tâm hơn về lứa tuổi hoặc là những cái giai đoạn mà khiến cho người phụ nữ gặp phải những cái tình trạng khô hạn như thế là gì ạ? Trong cuộc đời mỗi một người, phụ nữ ít nhiều đều rơi vào cái tình trạng mà khô hạn như thế này. Do cái đặc điểm rằng là sự khô hạn này nó vừa là những tình trạng sinh lý, vừa là những tình trạng bệnh lý, cho nên nó có thể gặp ở bất kỳ cái giai đoạn nào, ở lứa tuổi nào trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là sẽ không lạ gì khi mà có những chị em 30 tuổi đã kêu ca phàn nàn rằng mình bị khô âm đạo, có những chị em trẻ hơn cũng phàn nàn, và có những quý bà rất là lớn tuổi cũng phàn nàn là mình bị khô âm đạo. Thú thực là trước đây cũng có một quãng thời gian là tôi cũng đã trải qua cái giai đoạn như vậy, rất là lo lắng. Tôi thì tôi nghĩ rằng là do cái lịch sinh hoạt của mình này, rồi do tâm lý này, có đúng là như thế không hả bác sĩ? Tâm lý đóng một vai trò rất quan trọng. Và thật sự là tôi rất chia sẻ với chị em trong những cái vấn đề khô hạn này, bởi vì hàng ngày, hàng giờ tôi gặp rất là nhiều. Thay mặt cho anh em nam giới, chúng tôi rất chia sẻ với chị em, vì vậy chị em đừng lo lắng. Bất kỳ hoàn cảnh nào thì anh em nam giới sẽ cùng chung lưng đấu cật với chị em để giải quyết những vấn đề này. Tâm lý nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tình trạng bài tiết hormone sinh dục của chúng ta. Một người mà luôn luôn phải nằm trong cái trạng thái ức chế về mặt tâm lý, không được thỏa mãn về mặt khoái cảm tình dục ấy, thì bao giờ cũng bị khô âm đạo. Hay là một cái nguyên nhân, ví dụ do lỗi của đàn ông chúng tôi. Có những người thì hoàn toàn là không có cái kỹ năng vào chuyện này, không tế nhị, không khéo léo chuyện này. Khi mà bước vào cái trận chiến thì ông cứ xăm xăm băng lối vườn khuya một mình để cho nàng đứng đợi đằng sau. Và chính vì cái sự thờ ơ, chính vì cái sự thiếu tế nhị như thế mà làm cho người vợ chưa có một khúc dạo đầu tốt. Vì vậy mà cái cơ thể nó chưa thể kích hoạt được cái hệ thống những cái tín hiệu tốt để cho nó có cái hiện tượng bài tiết dịch tốt ra để giúp cho cái chuyện khô đạo. Và cái tình trạng nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì dẫn đến cái chuyện là người phụ nữ cảm thấy chán. Đối với họ, thay vì cái chuyện tình dục mang lại khoái cảm, mang lại niềm hạnh phúc, thì họ lại bị cái cảm giác rất là đau đớn, khó chịu rát. Và dần dần cái đấy nó dẫn đến cái chuyện ức chế và tâm lý, và người phụ nữ không thích cái chuyện tình dục đấy. Ngại. Và khi mà người phụ nữ càng ngại thì cái tần số mà để chúng ta quan hệ lại càng ít đi. Mà càng ít đi thì sự bài tiết hormone sinh dục nó lại càng giảm. Và chính vì vậy nó rơi vào một cái vòng luẩn quẩn mà chúng ta không thể tháo gỡ ra được. Vâng. Có lẽ chính vì những cái áp lực của cuộc sống, những cái stress đến mà rất nhiều bạn nữ trẻ ngay sau khi kết hôn, ngay sau đám cưới đã nói rằng là họ bị gặp khô hạn. Họ khô hạn, tôi nghĩ rằng đây là phải chăng là vấn đề do stress quá vì phải lo đám cưới hay là vì những cái lý do nào? Cái sự khô hạn này nó có thể xảy ra bất kỳ một người phụ nữ nào trong một cái giai đoạn nào của cuộc đời. Tuy nhiên thì đối với những người mà có tuổi, thường gặp nhất là những người có tuổi bước vào cái giai đoạn mà mãn kinh hoặc tiền mãn kinh là hay gặp nhất. Thế còn ở người trẻ thì cũng gặp tương đối nhiều. Tuy nhiên những tình trạng mà khô âm đạo ở những người phụ nữ trẻ này nó chỉ là nhất thời thôi. Khi những yếu tố, những điều kiện, những ngoại cảnh, những yếu tố nguy cơ mà nó qua đi thì tình trạng nó hồi phục trở lại. Ví dụ, một người phụ nữ mà
phải lo toan quá nhiều cho cái chuyện đám cưới, đấy cũng là một ức chế và một tâm lý. Hoặc một người phụ nữ quá sợ sệt về cái chuyện rằng là những lần đầu tiên quan hệ như thế nào, đấy cũng làm ảnh hưởng đến người ta, cho nên nó ảnh hưởng đến chuyện bài tiết sinh. Hoặc là như chị em phụ nữ trong cái độ tuổi sinh sản 25-30 tuổi chẳng hạn, sau sinh thì hoàn toàn là âm đạo của chúng ta rất là khô. Vâng. Đấy. Hoặc là trong thời kỳ cho con bú thì hoàn toàn là khô hạn. Vì vậy mà cái đó nó làm cho chị em rất là khó khăn trong cái đời sống hoạt động tình dục của mình, làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của cả một cặp vợ chồng. Vâng, đôi lúc tôi còn gặp cả những người phụ nữ bị trầm cảm và dẫn đến lãnh cảm trong vấn đề tình dục nữa. Nghe Dr. Happy giải thích từ nãy đến giờ thì tôi cũng cảm thấy yên tâm một đôi chút. Có nghĩa là tất cả mọi cái triệu chứng bệnh tật thì ta sẽ đều có cách để tháo gỡ, phải không ạ? Vậy thì với cái tình trạng bị khô hạn như thế này với chị em phụ nữ ấy, thì có một cái cách nào đấy hữu hiệu để giải quyết cái việc này được không ạ? Thực tế ra thì đôi khi cái tình trạng khô hạn của chị em chúng ta nó là do một cái số cái sai lầm trong cái cuộc sống, trong cái lối sống của chúng ta đem lại. Ví dụ một người mà chúng ta thụt rửa vệ sinh, chúng ta không biết cách. Bình thường chị em phụ nữ có những người thì kỹ quá, sạch quá, lại cứ dùng cả một cái vòi nước để bơm vào trong đấy để rửa vì chúng ta cũng nghĩ rằng nó bẩn. Và chính cái điều đấy nó làm tai hại, nó làm sang chấn đi cái niêm mạc âm đạo và làm ảnh hưởng đến sự bài tiết của chúng ta. Hoặc là có những người cũng kỹ quá lại đi mua hàng loạt các cái chất sát trùng tẩy rửa đâu nghe quảng cáo để về để cho vào đây hòng cho nó sạch. Các bạn yên tâm rằng là trong âm đạo của người phụ nữ là một môi trường hoàn toàn rất là sạch, mặc dù nó có vi khuẩn. Cái vi khuẩn ở trong này nó là cái hệ vi khuẩn sinh thái rất có lợi cho cơ thể và nó giữ cho thăng bằng được cái môi trường axit trong đó. Cái thứ hai, những lối cái thói quen, ví dụ như là chúng ta ăn kiêng quá mức để giữ cho một cái body nó đẹp chẳng hạn, tôi nghĩ rằng là cũng không cần thiết phải như vậy, bởi vì rõ ràng là mọi thứ nó phải hài hòa với nhau. Nếu mà bạn có một cái body rất là cao, rất là chuẩn, gầy nhưng mà khô không khốc như ngói thì tôi nghĩ chưa chắc đã lôi cuốn được các anh nam giới. Vâng, thế là thêm một ý nữa là dinh dưỡng ảnh hưởng rất nhiều đến cơ chế khô hạn của người phụ nữ, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có một cái thói quen ví dụ hút thuốc lá hoặc uống rượu chẳng hạn, những cái đấy cũng là những thói quen rất là xấu. Hoặc lười vận động chẳng hạn. Thế thì có một cái cách để giúp cho chị em chúng ta phòng tránh được những chuyện này, giúp cho cái sự khô hạn nó đến muộn hơn. Nếu mà chúng ta biết cách tạo một cái lối sống khỏe thì cái chuyện khô hạn nó sẽ đến chậm hơn. Ví dụ việc đầu tiên chúng ta phải uống nước. Đây là một cái sai lầm của rất là nhiều chị em. Nhiều chị em nghĩ rằng là uống nước nhiều phải đi tiểu nhiều, đấy là điều mà rất là phiền toái cho em, nhưng không phải đâu. Chúng ta hình dung rằng trong cơ thể của chúng ta 60% trọng lượng cơ thể là nước. Thế thì chính vì nhờ vào cái sự phong phú về nước như vậy cho nên là các tế bào niêm mạc của chúng ta nó mới có được cái hoạt động bài tiết dịch nhầy rất là nhiều. Khi mà chúng ta cung cấp vào trong cơ thể của chúng ta không đủ lượng nước thì cái lượng nước đấy nó không đủ để cho cơ thể chuyển hóa, làm sao mà nó có thể giúp cho tế bào để bài tiết dịch nhầy được. Vì vậy mà chúng ta rất là đơn giản, ở trung bình người ta thấy rằng một ngày một người ngoài cái chuyện mà cơm canh ra không nói, nhưng mà chúng ta phải cung cấp tối thiểu là 2 lít rưỡi đến 3 lít nước một ngày. Và tôi tính rằng nó tương đương với chỉ khoảng được chục cốc nước. Một ngày chúng ta uống chục cốc nước thì đơn giản quá rồi còn gì. Không, từ sáng đến tối. À, nghĩa là cân đối giữa nước đầu vào nhiều thì nước đầu ra nhiều. Nó sẽ nhiều. Và chị em đừng nghĩ rằng là cái việc mà đi vệ sinh của các chị em là phiền toái. Các chị em phải cảm thấy rằng đấy là cái điều rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Khi mà bạn làm việc quá lâu, quá căng thẳng trên một chiếc máy tính, cái động tác mà các bạn đi vệ sinh, đấy là lúc mà các bạn để cho đầu các bạn thư giãn. Đấy là lúc mà các bạn để cho mắt của các bạn được nghỉ ngơi, để tận hưởng cuộc sống. Cái thứ hai nữa là cái chế độ ăn. Chúng ta phải bao giờ phải một nguyên tắc rằng chế độ ăn rất là cân bằng về dinh dưỡng. Nó cân bằng ở chỗ rằng là cung cấp đủ năng lượng, cung cấp đủ các protein và các axit béo, đặc biệt là các axit béo có lợi cho cơ thể, ví dụ như là omega 3 chẳng hạn, và các cái khoáng chất, vitamin và khoáng chất phải đầy đủ với nhau. Nếu chúng ta không tập trung vào những cái nguồn vitamin tự nhiên mà chúng ta cứ đi mua những vitamin tổng hợp bên ngoài thì điều đấy cũng hoàn toàn không tốt. Vitamin tự nhiên có rất nhiều trong rau xanh và đầy đủ. Chúng ta ăn, tăng cường ăn rau xanh, đặc biệt những loại rau mà chúng ta có thể ăn tái hoặc ăn sống, hoặc rau quả, củ quả, thì những nguồn vitamin này được hấp thu trực tiếp vào, nó không phải qua chuyển hóa và rất là tốt. Không phải qua phân cắt, rất là tốt cho chị em. Và đấy là cái nguồn rất là đơn giản. Và điều đó cũng có nghĩa rằng là để mà có cải thiện được đời sống tình dục của mình thì đương nhiên chúng ta sẽ phải trở thành là những người nội trợ Thông minh. Ngoài ra chúng ta thấy rằng vitamin E là một nguồn mà tự nhiên rất là tốt. Vâng. Rất có sẵn trong tự nhiên, hoặc là để kể cả nguồn vitamin E bán thì bây giờ rất là rẻ. Vitamin E có tác dụng tốt hơn tất cả những cái yếu tố khác, ví dụ như glutathione hoặc là
những cái chất và collagen. Cái một điều mà rất quan trọng mà rất phổ biến gần gũi trong gia đình của chúng ta đấy là sữa đậu nành. Chúng ta thường nghĩ rằng là sữa đậu nành đơn giản chỉ là uống để vui chơi giải trí thôi, để giải khát thôi, nhưng mà hoàn toàn nó có tác dụng giúp cho chị em vượt qua cái sự khô hạn này rất là nhiều. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải chú ý đến một cái chế độ gọi là luyện tập thể dục thể thao rất là đều đặn. Nó kích thích cơ thể chúng ta bài tiết những hormone. Và chính cái nguồn hormone nội tiết này nó làm cho da rẻ của chúng ta hồng hào, chứ nó không bị khô rám. Và một cái điều quan trọng là hãy nói không với bia rượu và thuốc lá. Đấy là những điều mà hoàn toàn hại cho sức khỏe của chị em. Theo tôi thì dù bất kỳ là nguyên nhân chị em có tuổi hay là chưa có tuổi, khi mà gặp vấn đề khô hạn như vậy chúng ta nên đi khám. Đi khám để điều đầu tiên là bác sĩ sẽ loại trừ cho các bạn những nguyên nhân về mặt bệnh lý có thể dẫn đến cái tình trạng mà khô hạn của các bạn. Cái thứ hai nữa là nếu các bạn đi khám, được một cái lợi ích rằng là bác sĩ sẽ tư vấn cho các bạn ở những cái cách quan hệ tình dục, những màn dạo đầu như thế nào hợp lý để giúp cho các bạn việc dễ hơn. Và tốt nhất các bạn gặp tình trạng như đấy, cả hai vợ chồng cùng nên đi, thì đấy là cái điều tốt nhất cho các bạn. Chúng ta không nên tự tiện bỏ ra một đống tiền để mua những sản phẩm quảng cáo. Bởi trong số 100.000 sản phẩm như thế, có những sản phẩm thì cái giá trị của nó đúng như lời quảng cáo, có những sản phẩm thì nó lại quảng cáo quá mức lên. Mà tâm lý của chị em phụ nữ thì rất là hay tin vào quảng cáo. Khi mà gọi điện cho tôi bao giờ cũng hỏi là đấy, cái thuốc đấy nó quảng cáo thì nó có tác dụng không hả bác sĩ? Thì thông thường là tôi cũng khuyên là đều nên đi khám về chuyện đó. Và chúng tôi sẽ biết rằng những cái sản phẩm nào, những cái nào mà có tác dụng cho các bạn, bởi vì chúng tôi là những người mà điều trị quen, chúng tôi tiếp xúc và điều trị cho hàng trăm hàng nghìn bệnh nhân rồi bạn. Đây cũng là một cái vấn đề mà thắc mắc của nhiều phụ nữ trẻ với ông chồng của mình. Đó là cái sự khéo léo của người đàn ông chia sẻ khi mà phụ nữ gặp sự khô hạn thì không phải ông nào cũng làm được cái câu chuyện đó. Và không phải ông nào cũng biết cách để có thể gợi mở cũng như là có những khúc dạo đầu thật là lãng mạn. Vậy thì cũng xin Dr. Happy là có đôi điều với những ông chồng đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, là giúp cho người phụ nữ về mặt tinh thần cũng như là cách thức như thế nào đó để có thể giúp người phụ nữ không cảm thấy bị tủi thân, không cảm thấy bị đau rát khi mà hai vợ chồng có câu chuyện chăn gối. Riêng những cái bệnh lý mà liên quan đến tình dục này bao giờ nó cũng liên quan đến cả đôi. Và cái đối tác của mình chính là cái người thầy thuốc tận tâm nhất giúp cho người bệnh và vượt qua được cái tình trạng này. Nghệ sĩ Thu Huyền thì tưởng tượng mà xem, trong tình trạng mà một người vợ mà bị có bước vào cái tuổi tiền mãn kinh rồi, bây giờ âm đạo khô rát rồi, thế mà trong cái tình trạng như thế bản thân người bệnh đã rất khổ sở rồi. Ngại lắm. Trong khi đó người chồng thì không tỏ ra cái sự cảm thông chia sẻ, không có những cái sự an ủi vỗ về, rồi lại thô bạo trong cái chuyện hoạt động tình dục và lại có ý nọ ý kia rằng chê bôi rằng là bây giờ em đã có tuổi rồi. Vô hình dung là đẩy cho cái người phụ nữ, người bệnh đấy vào sâu thêm một cái ngõ cụt rất là lớn. Khi mà điều tra về các cái bệnh lãnh cảm của người phụ nữ, người ta thấy rằng là các nguyên nhân gây ra lãnh cảm cho người phụ nữ rất là nhiều. Trong đó 45% nguyên nhân là do nam giới, do những cách hành xử của nam giới. Trong những trường hợp này thì quý ông coi bạn vợ của mình như một người bạn tình mới. Hãy coi rằng đấy là chỉ là một cái giai đoạn khó khăn nhất thời thôi. Hai vợ chồng mà người ta bảo thuận vợ thuận chồng thì tát biển Đông cũng cạn. Rõ ràng là nếu mà chúng ta đồng tâm hợp sức vào, chúng ta bớt một chút thời gian để đưa vợ đi chơi, bớt chút thời gian để đưa vợ đến khám bác sĩ. Trong những tình huống này chúng ta không nên để vợ đưa một mình. Rõ ràng là vợ là người mà chung sống với chúng ta cả một đời người. Chúng ta không hà tiếc tìm một vài thời gian ngắn để đưa vợ đến tư vấn bác sĩ cả. Nếu mà làm được cái điều đấy thì chị em được cảm giác chia sẻ rất là nhiều và giúp cho cái quá trình mà tự vượt qua những khó khăn đấy nó dễ hơn rất là nhiều. Vâng ạ, đó là một số cái cách để ta phòng tránh những cái hiện tượng khô hạn. Vậy thì khi mà chị em phụ nữ đã rơi vào cái hoàn cảnh như vậy thì ta phải làm như thế nào ạ? Việc đầu tiên là chúng ta cũng nên đi khám bác sĩ. Không nên tự tiện mua thuốc để dùng. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn những cái loại dầu bôi trơn. Cái loại dầu này nó có tác dụng giúp cho cả cô bé và cậu bé của chúng ta nó dễ dàng hơn, đưa vào nó giảm bớt tối đa được những ma sát của cái hai cái bộ phận này. Vì vậy nó giảm bớt tối đa được cái chuyện mà đau rát, khó chịu, nó mang lại cái cảm giác êm ái hơn cho chúng ta. Đấy là trong cái điều trị triệu chứng. Thế còn để mà điều trị căn nguyên, chúng tôi sẽ tìm ra các căn nguyên của từng nhóm bệnh. Nếu do suy giảm hormone sinh dục thì chúng ta sẽ sử dụng cái hormone sinh dục liệu pháp để điều trị.
Những người làm chương trình thì còn nhận được rất là nhiều thông tin, đặc biệt là qua cả mạng Facebook của Dr. Happy cũng như là email gửi đến cho chương trình ngày hôm nay. Và Dr. Happy sẽ sẵn sàng để trả lời những câu hỏi ngày hôm nay chứ ạ? Trả lời các bạn qua Facebook hoặc email, đấy là một phần mà trong cái công việc hàng ngày của chúng tôi, bởi vì là nếu mà một ngành không trả lời thì ngày hôm sau nó chất đống đầy đấy và không thể trả lời được. Câu hỏi đầu tiên thì đến từ một chị phụ nữ. Tôi năm nay 35 tuổi, thời gian gần đây tôi thường xuyên bị viêm âm đạo. Vậy vấn đề này thì liên quan đến chứng khô âm đạo hay không ạ? Như lúc nãy chúng tôi đã trình bày rằng là có một trong nguyên nhân mà rất hay thường gặp ở chị em phụ nữ làm cho chúng ta có cái sự hạn hán nó xảy ra, đấy là các viêm nhiễm phần phụ khoa. Khi mà vì một lý do gì, vì một điều gì mà làm cho mất cân bằng cái hệ vi khuẩn trong cái âm đạo của chúng ta, nó đều dẫn đến cái chuyện mà viêm nhiễm, đều làm ảnh hưởng đến cái sự bài tiết chất dịch nhầy dịch nhờn của những cái tế bào niêm mạc âm đạo của chúng ta. Đấy, cho nên là cái viêm nhiễm phần phụ khoa nó là một yếu tố rất quan trọng đóng góp vào cái sự khô hạn hạn hán của chị em phụ nữ. Quả thực là những thông tin mà Dr. Happy mang lại cho chương trình ngày hôm nay thì đúng là một món quà rất là bổ ích và thiết thực đối với chị em phụ nữ chúng ta. Vâng, và với khán giả truyền hình, đặc biệt là chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi xin gửi một thông điệp tóm tắt lại những kiến thức cũng như thông tin mà Dr. mang lại cho chương trình. Đó chính là ăn tốt, uống đủ, tập thể dục thể thao hợp lý, một lối sống lành mạnh và đặc biệt là hãy khởi động đủ liều để có một đời sống tình dục viên mãn và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Dr. người bạn đồng hành của chúng tôi, và đặc biệt cảm ơn nghệ sĩ Thu Huyền đã tham gia chương trình một cách rất cởi mở. Mong rằng là chị cũng sẽ rất hạnh phúc và viên mãn trong đời sống tình dục của mình. Và mong rằng là sẽ gặp chị trong những chương trình tiếp theo.